Những con chuột ít vận động cảm thấy giảm chứng viêm thần kinh và cải thiện khả năng nhận thức sau khi nhận máu từ những con chuột hoạt động thể chất. Nghiên cứu tương ứng đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford công bố trên tạp chí Nature. Nghiên cứu cho thấy rằng viêm thần kinh viêm trong não là tiền thân của các rối loạn thoái hóa thần kinh. Viêm thần kinh cũng được biết đến là nguyên nhân làm trầm trọng thêm các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Do đó, giảm hoặc ngăn ngừa chứng viêm thần kinh có thể là một cách để bảo vệ sức khỏe nhận thức. Tập thể dục có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe. Chẳng hạn như sản xuất nhiều tế bào thần kinh hơn và ít viêm hơn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những lợi ích này có thể là do các yếu tố trong máu. Do đó, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng việc truyền máu từ những con chuột hoạt động thể chất có thể cải thiện sức khỏe nhận thức của những con chuột ít vận động hơn bằng cách giảm viêm. Để kiểm tra lý thuyết của mình, các nhà nghiên cứu đã đánh giá những con chuột 3 tháng tuổi mức trao đổi chất tương đương với con người 25 tuổi trong một chiếc lồng có bánh xe tập thể dục đầy đủ chức năng hoặc một chiếc đã bị khóa và do đó không thể sử dụng được. Trong khi những con chuột có bánh xe đầy đủ chức năng chạy khoảng 4, 6 dặm mỗi đêm, thì những con chuột có bánh xe không hoạt động hầu như không tập thể dục. Sau một tháng, các nhà nghiên cứu đã đánh giá bộ não của họ. Họ phát hiện ra rằng những con chuột hoạt động thể chất có nhiều tế bào thần kinh và các tế bào khác trong não hơn đáng kể so với những con chuột ít vận động. Trong giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã thu thập máu của cả những con chuột hoạt động và không hoạt động. Sau đó, cứ 3 ngày một lần, họ tiêm huyết tương cho những con chuột ít vận động khác từ những con chuột hoạt động hoặc không hoạt động. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng những con chuột được tiêm máu chuột hoạt động tốt hơn những con chuột được tiêm máu ít vận động trong các bài kiểm tra trí nhớ. Chúng cũng có nhiều tế bào thần kinh hơn trong vùng hippocampi, một phần của não chịu trách nhiệm ghi nhớ và điều hướng hơn những con chuột được cho máu ít vận động. Từ các thí nghiệm sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một loại protein clustrin chịu trách nhiệm chính cho những khác biệt này. Khi bị loại bỏ khỏi máu của chuột hoạt động, các lợi ích chống viêm được quan sát thấy khác đã bị phủ nhận. Tuy nhiên, khi được sử dụng bởi chính nó có thể làm giảm chứng viêm não ở các mô hình chuột bị viêm toàn thân và bệnh Alzheimer. Trong khi nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác nhận những phát hiện này, các nhà nghiên cứu suy đoán rằng một loại thuốc tăng cường hoặc bắt chước clustrin có thể làm chậm quá trình viêm thần kinh và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan như Alzheimer. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!